Chuyện xin cảm ơn tham gia cuộc trao đổi kênh truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam VTV. Theo bản tin nợ công số 5 vừa được Bộ Tài chính ban hành thì tính đến hết năm 2015, nợ công của Việt Nam đã chiếm tới 61% GDP, trong khi đó năm 2011 thì nợ công của Việt Nam mới chỉ chiếm 54,9% GDP. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân khiến nợ công của Việt Nam tăng nhanh như vậy? Nợ công của Việt Nam năm 2017 đã tiếp cận trần an toàn là 65% GDP. Và đặc điểm là nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh, cao hơn là tốc độ tăng GDP. Và điều đấy cho thấy rằng là Bộ Chính trị đã có nghị quyết 07 từ tháng 11 năm 2016. Nhưng cho đến nay thì việc thực hiện vẫn đang còn rất là hạn chế, vẫn đang rất là dè dặt. Và chúng ta thấy có rất nhiều các dự án là không có hiệu quả và các cái dự án đầu tư gây thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước vẫn là một cái gánh nặng rất lớn. Vâng, để giảm áp lực nợ công thì Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về quản lý tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định rõ rằng nợ công hàng năm không vượt quá 65% GDP. Vậy theo ông thì đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta giữ được cái ngưỡng an toàn này? Cái giải pháp cho đến nay, tức là Bộ Tài chính thì muốn tăng thu. Chúng ta thấy có rất nhiều dự án là tăng thu như là thuế đánh vào xăng, là thuế môi trường, rồi thì là thuế VAT, rồi thì tất cả các khoản thu khác là đều muốn tăng lên. Đấy là một mặt của vấn đề. Nhưng tôi xin lưu ý là cái tỷ lệ thu vào ngân sách của Việt Nam hiện nay đã cao quá so với cái mức của một nước có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam. Vì vậy cho nên là điều quan trọng là phải điều chỉnh chi. Hiện nay chi thường xuyên của chúng ta là lên đến 71% là tổng chi ngân sách, và như vậy là quá lớn, bộ máy cồng kềnh. Cho nên là hội nghị 6 của Trung ương hiện nay là bàn và sẽ có biện pháp cương quyết cắt giảm những các cái bộ máy là không cần thiết trùng lắp và phải tinh giảm biên chế. Để giảm áp lực nợ công thì việc sớm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nợ công cũng là việc hết sức cần thiết. Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào? Luật về quản lý nợ công thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có xem xét và đã có cho ý kiến. Thì cái tờ trình hiện nay, tức là chịu trách nhiệm về nợ công vẫn là ba nơi: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận phải là có một thôi, tức là Bộ Tài chính. Thì điều này chính phủ sẽ điều chỉnh và sẽ đưa ra. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thực hiện công khai minh bạch các cái chi tiêu. Vâng, xin cảm ơn ông.